Cô mới chỉ thấy bạn Tú Như nộp phần bài tập lên nộp phần bài tập lên, thế thì còn bạn Yến Thi và Thế Anh và Thảo Nguyên thì sao, các con lại không nộp bài tập? Why? Why didn't you send like submit your homework? Con Thế làm trong file trên máy tính, anh? phần chữ chép được chứ. Đó là phần phần chép chính tả mà Thế Anh, sao con lại làm ở máy tính được? Cái đấy là phần chép chính tả mà. Thảo Nguyên, Yến Thi, vì sao con lại không nộp bài tập? Giờ con không làm được giấy rồi cô, Ừ, con làm được nhưng máy mà con tính đã vô nộp lớp đâu. đọc đó cô, cứng vô lớp rồi ghi vô cô gửi với cô trong đây luôn cô. Ừ, con gửi vào phần chat cho cô nhé. Thảo Dạ Nguyên thì sao, Thảo Nguyên? em cho cô là em quên mấy dạng này em không thi nữa. Ừ, nếu như mà em quên thì một là cái vấn đề quên là hôm sau mình phải ghi giấy nhớ lại và mình nốt lại, hoặc là mình nhờ ai đó nhắc mình làm bài tập nhá, là thứ nhất. Thứ hai là bởi vì là con quên nên là tối nay sau khi học xong thì con sẽ phải hoàn thành cái bài tập đấy cho cô và nộp cho cô nhá. Được không Thảo Nguyên? Được. Ừ, thế anh, are you there? Thế anh nghe con bảo gì chưa? Ừ, yêu cầu của cô là gì thế anh? Nếu như mà con chưa hoàn thành bài tập thì yêu cầu của cô là gì? À, học xong bài nhà làm hôm nay đăng Ừ. trên lớp. Ngồi, học xong bài hôm nay là con phải làm và nộp cho cô nhá. Can you see my screen? Các con thấy màn hình của cô chưa? Can you all see my Yes. screen? Ừ, very Yes. good. Okay, so now we will check all these new words. Bây giờ cô sẽ cần một bạn đọc và dịch nghĩa những từ này cho cô nhá. Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên ai thế? Thảo Nguyên, can you hear me? Yến Thi nào? Yến Thi, are Yes. you there? Ừ. Bây giờ Yến Thi đọc những từ này và dịch nghĩa cho cô nào. The first Unusual. word. Ừ, unusual. Vậy là không bình thường. Ừ, không bình thường, vậy thì bình thường, thông thường hoặc là bình thường thì Vậy là là gì? usual, usual. Very good, the next word. Là journey, là hành trình. Journey, không phải joy Journey. nhé. Yeah. Journey. Journey. Very good. Third word. Fall asleep. Là Fall chìm vào giấc asleep. ngủ. Very good. Whistle. Whistle là huýt sáo. What is how to pronounce Hotel là khách sạn. this? Disappointed là thất vọng. Fireworks là pháo hoa. That Fair last là hội chợ. one. So now can you make a sentence with fall asleep? Đặt câu quá cô. Can you make a sentence with fall asleep? Is sleeping. Can you repeat Is sleeping. it? Ở đây cái động từ là fall hay là asleep con? Telephone. Là fall đúng không? Còn asleep ở đây Phone. là tính từ rồi. Đấy. Yeah. Vậy thì ở đây nếu như mà động từ thêm đuôi ing thì phải thêm đuôi ing ở chữ nào? Yeah, phía sau chữ L. Đúng rồi. Bây giờ thế anh nào? Thế anh ai dễ? Thế anh nào? Now you pronounce this word and make a sentence with it for me. Đọc hết mấy từ đó và giải nghĩa không biết. No. Bây giờ con đọc mỗi một từ này cho cô thôi và con đặt câu cho cô. Từ nào biết. Debate. Disappointed. Disappointed.
Disappointed. Disappointed. What does this mean? Pháo hoa. Really? À, từ từ. Cứ nói pháo hoa. No, no, no. Thì no, anh no. là không thể học bài về nhà nhé. Thất vọng, thất vọng. You make me disappointed. Thất vọng. Em là cô thất vọng bởi vì em không làm tập nhà. Đấy hả? Ok, now take a sentence with disappointed. Thế anh nghe như thế? Yes, nghe. Can you make a sentence with disappointed? Bây giờ về nhà của cô là gì? Là viết mỗi từ hai dòng và đặt mỗi câu một ví dụ đúng không? Một ví dụ đúng. Bây giờ thì anh chưa suy nghĩ được, bây giờ thế anh nghĩ và gửi cho cô vào phần chat box nhá. Hoàng Anh nào, Hoàng Anh are you there? Can you hear me? Hoàng Anh. Hoàng Anh, can you hear me? Is your internet fine? Okay. Why didn't you submit your homework? Sao con không có bài tập? Không mà là con không nhớ ấy. Bởi vì trong học xong cái cô phải ghi và cô phải thầy ghi cô phải nói rõ ra thì bọn con mới nghe thấy. Không, cô đã nói rõ rồi, bởi vì đây là do vấn đề là con không nghe. Cô đã nói và cô đã ghi vào cái phần bài tập của các con rồi. Đấy, nên là lỗi của Hoàng Anh là gì? Là một là không nghe giảng này. Không chú ý nghe giảng. Và hai là... Nhưng mà cuối buổi hôm trước cô đã dặn rồi. Cô đã dặn đi, dặn lại hai lần rồi. Và cô đã gửi phần bài tập rồi. Nhá. Hoàng Anh nghe như rẻ. Hoàng Anh. Hoàng Anh nghe như rẻ. Can you hear me? Yes. Bởi vì Hoàng Anh không làm bài tập về nhà nên ngay sau buổi này thì Hoàng Anh phải làm bù và gửi vào Facebook cho cô, ok? Hoàng Anh hiểu chưa? Hiểu chưa? Vâng, nhưng con nói tắt lại đi. Do như là bố mẹ bảo là tắt luôn hay con không con không được biết. Phần bài tập về nhà của hôm trước là gì? Đây nhá, đây là những từ vựng mà mình đã học đúng không? Thì con phải viết mỗi từ hai dòng và đặt mỗi ví dụ cho mỗi từ mới. Đặt. Con hiểu chưa? Con hiểu chưa Hoàng Anh? Không phải hôm qua cơ cô. Cái gì hôm qua con? Mình hôm trước mình học. Bài tập về nhà hôm qua cô. Ừ, đó là bài tập về nhà mà. Bài tập về nhà là viết chính tả và đặt câu mà. Hôm qua là lớp nào cô dạy con vào tối thứ hai và tối thứ tư. Đấy, đó là bài tập tối thứ hai. Đấy nhá. Hôm nay là các con làm cô rất là thất vọng nhá, bởi vì là các bạn không những là không làm bài tập này, chỉ có mỗi bạn Tố Như làm. À không, mỗi bạn Tố Như và bạn Yến Thi làm. Ở ngoài ra thì còn không chú ý nghe giảng và không nhớ được bài tập mình làm là cái gì. Đấy. Nên là từ hôm nay khi nào mà cô cho con ra đến giờ rồi nhưng mà mình chưa hoàn thành, cô chưa dạy xong thì các con không được ra nghe chưa? Mà mình phải nghe đến cuối bài chứ không phải là mình nghe đến cuối mình tắt mình đi đâu. Okay. Đã hiểu chưa? If you understand, please yes. Raise virtual hand. Yes. Lần tới nếu như không học bài tập là cô sẽ cho con ra nhá. Bởi vì không học, mình không học thì mình vào làm gì đúng không? Okay. Bởi vì là cái phần từ vựng này hôm trước mình chưa học được kỹ lắm nên là bây giờ mình sẽ học phát âm lại bắt đầu những từ này, okay? Bây giờ tất cả con mở mic lên. Everyone, please unmute yourself. Tất cả mở mic lên nhá và cùng đọc với cô nhá. Yes.
ngay sau khi cô đọc xong thì các con cùng đọc một lần luôn và sau đó thì cô sẽ hướng dẫn từng bạn một. Now the first word, unusual. 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 Cái âm đầu tiên này, ăn. Cái âm đầu tiên nó là ăn. Unusual. Cái âm V ngủ cái unusual. Unusual. Và từ thứ hai là journey. 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 Third word, fall asleep. Fall asleep. Cái âm này hôm trước cô đã dạy như thế nào nhỉ? Mình cái hai cái hàm răng của mình cắn vào nhau, mình đẩy hơi qua cái răng là không phải là sh mà là sh nhá. Whistle. Vẫn còn sai. Tức là nếu như mà cái âm sờ thì cái lưỡi của con ở trong răng nó sẽ cong nhá. Còn nếu như cái âm sờ thì là cái lưỡi của con nó sẽ chạm vào hai cái giữa của hai cái hàm răng. Whistle. Các con đọc lại cái âm này cô nào. Whistle. Đọc lại âm sờ nào. Whistle. 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 The next word, hotel. Hotel. Mình nhấn ở âm thứ hai nhá. Hotel. 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 Mình đọc cái chữ hotel. 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 The next word, disappointed. 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 Point, không phải là pon. Con phải đọc nó tròn âm cho cô nhá. O, đọc nào. O. Con đọc đi. O. À. Imitate me. Hoi. 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 Disappointed. Disappointed. Very good. The next word. Fireworks. Fireworks. Fire. Fireworks. 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 The last word, fair. 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 Bây giờ cô gọi đến bạn nào thì bạn đấy đọc nghĩa của từ đấy cho cô nhá. Từ đầu tiên là unusual. Tố Như nào? Em cho cô là không bình thường. So what is opposite to unusual? Từ gì trái nghĩa với unusual con? Usual là bình thường, thông thường ạ. Very good. Journey, Hoàng Anh nào? Journey, what does journey mean? Con đây con là hành trình. Very good. Fall asleep, Thảo Nguyên nào? Em cho cô là buồn ngủ. Nó không phải là buồn ngủ mà fall asleep thì nó chìm vào giấc ngủ nhá. Con hiểu chưa? Buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ nó khác nhau nhá. Buồn ngủ là có thể mình đang gật gù nhưng mình vẫn đang tỉnh đúng không? Whistle. Yến Thi nào, whistle. Dạ là huýt sáo. Huýt sáo đúng không? Hotel. Thế Anh nào? Thế Anh hay gì thế? Dạ thôi cô, khách sạn ạ. Disappointed. Hoàng Anh nào? Hoàng Anh? Hoàng Anh đâu rồi? Hoàng Anh bị out. Con đây, cô đây, đây con đây. Disappointed nghĩa là gì con? What does disappointed mean? Là là gì? Nếu mà cô bảo cô bảo là you make me disappointed là gì? Cô em khiến cô thất vọng đúng không? Vậy thì disappointed là gì? Thất vọng. Thế disappointed là danh từ, động từ hay là tính từ? Tính từ.
Tính từ tiếng Anh là gì? Là gì nhỉ? Cô đã Không dạy. biết. I know. You know Feelings. Feelings. it? No, đó là cảm giác, feelings, đúng không? Nếu như mà danh từ là noun, động từ là verb, vậy thì tính từ là gì? Subject. No. Gì nhỉ? Cô thường viết tắt là gì? Chờ con tắt từ biển á. Rồi thì Cô đã dạy đúng không? Cô thường viết tắt tính từ là chữ A đúng không? Và nó viết tắt cho adjective là tính từ, ok? The không. next one. Fireworks. Yến Thi nào? Yến Thi. Dạ là pháo hoa. Very good. And the last word, fair. Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên, what does fair mean? Dạ em cho cô từ từ tiếp theo là Fair. khách sạn. Fair mà con không phải hotel. Ok. Đây Nên là là hơi chú ý nhá. Con để chỉ con biết làm cho, con quyết định làm được. khi nào mà cô gọi đến con thì con nói nhá Hoàng Anh. Không làm ồn trong lớp nhá. Đấy, bây giờ cô sẽ gọi lần lượt từng bạn đọc cho cô. Yến Thi nào, đầu tiên là Yến Thi nào. Unusual. Dừng nào. Unusual. Ồ, không phải là ủa. Unusual. Unusual. Very good. Next. Journeys. Journeys. Không có Finally. S ở cuối journey. Không có chữ S ở đấy đúng không? Thì Journey. mình không đọc nhá. Journey. Yeah. Journey. Okay. Journey. Next. Finally. Từ này con đọc bị nuốt âm rồi. Con đọc từng từ nhá. For. Font. Không phải font. Đọc O con nào. O. E. Cái chữ L. Con cong lưỡi lên. L. E đúng không? F. O. For. 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 Nếu mà con cong cái lưỡi lên là mình có cái âm L ở cuối. For. Đó. For. Asleep. Font. Font asleep. Không phải là phone mà là for. Con Phone. đọc nào. Con đọc âm o, cô không phải là âm on, âm o. O. Phone. For. Phone. Asleep. Phone asleep. Very good. Next word. Whistle. Hotel. Đúng rồi, nhưng mà con phải nhấn được chữ tell cho cô, không phải là hole mà là hotel, hotel. Yeah. Con đọc đi. Cái từ thức dậy Không, nó cái như thế nào cô cô quên đang bảo con đọc ủa lại cái chữ hotel cho cô. hotel hotel Hotel. hotel Hotel. Nhấn, nhớ là mình nhấn nó chữ tell chứ không phải chữ hole. Hotel. Nhá. The next word. disappointed Disappointed. Không phải là point. disappointed Con cứ đọc nó thành on đúng không? Thế nên nó là o. Con đọc o, con đọc o. Point. pony Có cái âm n cuối nên là mình nhấn âm n là Disappointing. point. Đó, disappointed. Disappointed. Very good. Fireworks. Fair. 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 Very good. Bạn tiếp theo nào. Tố Như nào. Tố Như ai như thế? Yes. It's in the end of that. Okay. Unusual. Journey. Fall asleep. Whistle. Hotel. Disappointed. Fireworks. Fire. Có ba từ mà tối như cần sửa lại một tí. Đầu tiên là chữ journey, không phải journey mà journey. Journey. Cái âm sau của nó là ni đúng không? Journey. Và cái chữ khách sạn là hotel, nó nhấn được cái âm thứ hai, hotel. Hotel. Con đọc chữ hotel nhanh con ạ. Hotel. 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 Hotel.
Okay, next. To fair. Hỗ trợ không là fire mà là fair. 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 Ngoài cái nghĩa là hỗ trợ thì cái chữ fair này nó còn có nghĩa là gì Tố Như? Công bằng ạ. Ừ, nó nghĩa là công bằng đúng không? Okay, next. Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên, can you hear me? Yes. Em sẽ cô em đọc bài. Unusual journey for a snake. Whistle. Hotel. Dừng nào, Thảo Nguyên dừng đây nhá. Con dừng ở chữ whistle với cô nào. Con đọc chữ. Con cắn hai cái hàm răng lại với nhau. Con cắn hai hàm răng lại với nhau cô nào. Rồi, con để cái lưỡi của con nó chạm vào cái kẽ hở giữa hai cái hàm răng và đẩy hơi ra. Ừ, đấy, âm đấy. So. So. Ừ, so. 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 Không phải so, mà là so. So. Ừ, so. So. Vẫn sai nhá. Con làm theo hướng dẫn của cô nào. Hai cái hàm răng của con cắn lại vào nhau. Ý là nó chạm nhau ấy. Xong rồi cái lưỡi của con là nó để thẳng ở giữa cái kẽ hở của hai hàm răng. Đấy, sao con đẩy hơi ra từ trong bụng. Đúng rồi. So. 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 Không cần phải stole đâu, bởi vì cái này, cái chữ T đấy là âm câm, mình không cần phát âm cái chữ T đấy. Mình đọc là so thôi. So. 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 Whistle. Whistle. Ừ, đấy, rất là tốt rồi. Whistle. Whistle. Okay, next word. Hotel. Disappointed. Fireworks. Fair. Okay. Thank you so much. Next. Thế Anh nào? Yes. Unusual journey. Dừng nào. Well, không phải là journey. 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 Ở đây không phải là đơn thuần nó là âm ơ đâu, nó là ơ. Nó là cái âm ơ. Journey. Journey. Next. Fall asleep. Whistle. Dừng. Thế Anh dừng nhá. So, cô vừa mới dạy Thảo Nguyên đúng không? Yeah. So. So. So, whistle. Whistle. Next. Hotel. Đúng âm rồi nhưng mà còn nhấn sai chỗ. Hotel. Hotel. Next. Disappointed. Disappointed. Next. Fireworks. Fair. 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 Con đọc âm air. 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 Fair. Air. Fair. Đấy, cái âm đấy. Fair. Fair. Đó. Very good. Bây giờ Hoàng Anh nào. Hoàng Anh hay gì thế? Hoàng Anh. Can you hear me? Hoàng Anh đang tắt mic à? Đây, Hoàng Anh nào. Go. The first word. Unusual. Dừng nào. Ăn không phải ơn mà là ăn nào. Unusual. Unusual. Hoàng Anh dừng. Hoàng Anh đọc chậm thôi nhé. Để cô còn sửa cho con nữa. Từ đầu tiên. Ăn. Unusual. 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 Journey. For asleep. Dừng. Con dừng ở đây nào. Dừng ở chữ for asleep. For asleep. Hoàng Anh nghe cô gì không? Hoàng Anh nào. Khi nào con nói con đọc tiếp thì con đọc tiếp.
con phải dừng để cô sửa cho con đã, vì con đọc chưa đúng. Ok? Con hiểu ý cô chưa? Do you understand? Fall asleep. Dừng nào, thấy chưa? Cô bảo con đọc chữ fall, không phải chữ asleep. Fall. Fall. Asleep. Asleep. Ừ, asleep. Asleep. Cái chữ ơ để mình đọc rất là nhanh thôi, asleep. Asleep. Fall asleep. Fall asleep. Đấy. Tiếp theo nào. Whistle. Dừng. Đấy, cái âm này cũng sai này. Không whistle. Phải là dồ. Whistle. Mà là sồ. Whistle. Sồ. Whistle. Sồ. Con đọc whistle. Chữ sờ con nào. Con cắn hai cái hàm răng lại. Cái lưỡi của con chạm để ở giữa cái chỗ trống của hai cái hàm răng và đẩy hơi ra. Sồ. Sồ. Sờ. Sồ. 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 Ừ, whistle. Whistle. Không phải dồ mà là sồ. Cái âm x sờ của con ý, con không học cái âm đấy à? Bây giờ con bảo là xe, xe ô tô thì con đọc như nào? Con đọc cái chữ xe ô tô cho cô nào, Hoàng Anh nào? Xe. Xe đúng không? Vâng. Con đọc chữ xe ô tô cho cô đi. Xe ô tô. Vậy thì đây, đây cái âm sờ chữ xe đấy. Sờ. Sờ, con đọc đi. Sờ. Xe. Xe. Sồ. 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 Whistle. Whistle. Vẫn dồ là sao nhỉ? Đó là âm sờ mà. Tôi chả biết đâu. Khó quá. Đấy không phải là con không biết đọc mà là do con nó bị lỗi âm ý. Con chả biết đọc. Con lỗi âm từ. Không, đấy là một cái âm dễ, nó không phải là âm khó nhá. Bây giờ con chưa đọc được thì là buổi nào cô cũng hỏi cô con âm này. Ôi, bây giờ Hoàng Anh đọc tiếp cho cô nào, mất thời gian quá. Đọc tiếp và lát nữa cuối buổi cô sẽ gọi lại nhá. Bây giờ nhẩm đi. Đọc khi nào được cái âm xe cho cô thôi nhá. Tiếp, đọc tiếp chữ hotel. Hotel. Ừ, hotel. Con đọc tròn âm. Hotel. 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 Ừ, hotel. Hotel. Next. Disappointed. Ừ, next. Fireworks. The last word? Fair. Okay. Thank you so much. Còn bạn nào mà cô chưa gọi không? Cô gọi hết rồi đúng không? Đấy. Now we move to our second activity today. Now you all, can you all see my screen? Can you all see the picture? Các con thấy màn hình của cô chưa? Đã thấy cái bức ảnh trên màn hình của cô chưa? Yes. Yes. Okay, so now look at the picture. Can anyone tell me what do you see? What do you see in the picture? If you know, raise your hand. Hoàng Anh đúng không? Hoàng Anh. What do you see in the picture? What picture do you see? Picture 1, I see the train. And picture 2, I see the fair in the town. Okay, very good. The first picture you see, the train. And the second one you see, a fair. Anything else in the picture? Có bạn nào thấy cái gì khác ở trong bức tranh nữa không? Ngoài cái train và fair? No one?
Yến Thi nào, Yến Thi. Yến Thi, can you hear me? Không có thấy cô, không thấy cái hình. À, vậy thì ở cái bức tranh mà có cái đoàn tàu này thì ngoài đoàn tàu con còn thấy những cái gì ở trong bức tranh này nữa? What can you see? White bear, tree. A rabbit and trees, đúng không? Tree. Yeah. And in this side of the picture, what can you see rather than a fair? Gì nữa nhỉ? Fireworks. Đấy. Very good. Thank you so much. Đấy. So after guessing what is in the picture, can you, guess the title, not the title, but guess what is in this letter? What is this letter about? Can anyone guess? Can anyone guess what is this letter about? No? Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên, can you hear me? Thảo Nguyên. Tố Như nào? Tố Như, can you hear me? Yes. Can you guess what is this letter about? According to these pictures? Nope. Con có thể đoán được là cái bức thư này về cái gì không sau khi mà mình đã nhìn cái tranh minh họa của nó rồi? Cho cô như là một kỳ nghỉ hè. A summer holiday, đúng không? Thank you so much. Now you will listen to the audio about this letter. Yes. For 2 to 3 times. And what you need to do is underline all the words you don't understand, right? The first thing you need to do is underline all the words you don't understand. And the second thing, you need to do is try your best to understand the meaning of this letter, okay? And summarize it. Điều đầu tiên mà cô cần các con làm khi mà con nghe cái bức thư này là gì? Là gạch chân những từ mà con không biết. Đấy, sau đó con hỏi cô. Đấy. Và điều thứ hai rất là cần thiết nữa là sau khi nghe cái bài này từ 2 đến 3 lần thì các con phải cố gắng hết sức để hiểu được rằng là cái bức thư này đang nói về vấn đề gì. Ok? Và tóm tắt nó cho cô. Con đã hiểu chưa? Mình đã học tóm tắt chuyện chưa? Rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình tóm tắt bức thư này nhá. Listening 59. Okay, can you hear anything? Yes or no? Can you hear anything? Okay. So now, 1, 2, 3, start. Listen and read. 14 Hilltop View Road, Oxford. August the 20th. Dear Dan, how are you? We had a really unusual start to our summer holiday this year. My family and I were on the train to Cornwall. It was a long journey, but it was comfortable, and we all fell asleep. Suddenly, we heard the train's whistle, and we all woke up. "Oh no, it's 8 o'clock," Mum said. "We missed our station." We had to get off at the next station. Dad asked the ticket seller the time of the next train back to our station, but he said, "There aren't any more trains today. The next train leaves tomorrow morning. But I can book you into a hotel. Follow me." On the way to the hotel, I was disappointed because the town seemed small and unexciting. But in the town centre, we saw some fireworks and heard some music. There was a festival and a fair.
After we checked into the hotel, we went and joined the festival. We had a fantastic evening, and it was a brilliant start to our holiday. Write soon to tell me about your holiday. From Finn. Peter, is Finn to write the letter, then he write to Dad. Oh, no. You have one more time to listen, okay? Listening 59. Listen and read. 14 Hilltop View Road, Oxford. August the 20th. Dear Dan, how are you? We had a really unusual start to our summer holiday this year. My family and I were on the train to Cornwall. It was a long journey, but it was comfortable, and we all fell asleep. Suddenly, we heard the train's whistle, and we all woke up. Oh no! It's 8 o'clock, Mum said. We missed our station. We had to get off at the next station. Dad asked the ticket seller the time of the next train back to our station. But he said, there aren't any more trains today. The next train leaves tomorrow morning. But I can book you into a hotel. Follow me. On the way to the hotel, I was disappointed because the town seemed small and unexciting. But in the town centre, we saw some fireworks and heard some music. There was a festival and a fair. After we checked into the hotel, we went and joined the festival. We had a fantastic evening, and it was a brilliant start to our holiday. Write soon to tell me about your holiday. From Finn. Okay, now can anyone tell me what is this letter about? Can anyone? Hoàng Anh nào? Hoàng Anh, can you tell me what is this letter about? Travel is about travel to Cornwall often. Mm-hmm. It's about travel to Cornwall. Anything else? Anything happen? No? Nothing happened? Go to his family, go to the next station. But any there ain't no trains. And then what on the way to the hotel, Finn disappointed because the town seemed more and entire. But in the town center, then they saw some fireworks and heard some music. They are festival and fair. Nội dung của đoạn 3 là go to the festival and the festival and the fair. Nghĩa là nội dung của là lễ hội. Okay, that's fine. Khá là hiểu rồi đúng không? Nhưng mà khi lần tới nếu như mà mình kiểu mình tóm tắt thì mình nên tóm tắt nó dựa theo lời của mình và ít gì nhỉ? Ít sao chép lại của người ta hơn đúng không? Của cái bài đấy hơn. Ok. Nói chung là khá là hiểu rồi đúng không? Có bạn nào muốn phát biểu nữa không? Anyone volunteers? No one? Tố Như nào? Tố Như ai như thế? Yes. Do you understand this letter? Do you understand it? Con có hiểu không? Con có hiểu không? Dạ, em chưa hiểu nhé. Chưa hiểu lắm đúng không? Bây giờ chắc là cô phải dịch nghĩa. Okay, so do we have any new words? Con có từ nào không hiểu trong bài này không? Dạ, em có một từ em đánh với ô chát được không ạ?
Okay. Or you can spell that because I can't see the chat box right now. Can you spell that word? Từ gì? Từ gì? Are you there? Em biết Leo chắc rồi đó cô. To suddenly đúng không? Suddenly nghĩa là đột nhiên. Okay, đột nhiên. Ví dụ như cô bảo là I was talking suddenly Hoàng Anh talked. Đấy, cô đang nói chuyện đúng không? Đột nhiên Hoàng Anh nói. Đấy. Đây cô. Ở đây mình có chữ comfortable. Comfortable nó có nghĩa là thoải mái. Comfortable. Đấy. Suddenly. Suddenly là đột nhiên. We heard. Heard này là động từ quá khứ của chữ hear là nghe nhá. Woke up. Woke up là động từ quá khứ của wake up là thức dậy đúng không? Ở đây cái chữ missed là động từ quá khứ của chữ miss thì nó có hai nghĩa. Thứ nhất là nhớ ai đó, ví dụ là I miss you là tôi nhớ bạn, tôi nhớ các em, đúng không? Còn nếu như mà cái nghĩa thứ hai của chữ miss là lỡ, ví dụ là I missed the previous lesson. Tôi lỡ cái buổi học hôm trước. Đấy, lỡ tức là đến muộn ý. Hoặc là quên luôn. Get off. Ở đây mình có chữ get off là rời. Ở đây là rời ở cái bến tiếp theo đúng không? Seller. Sell là bán. Seller là người bán. Ở đây mình có chữ leave. Leave là rời đi. Book nó có hai nghĩa này. Book nếu như nó là danh từ thì nó là sách đúng không? Còn nếu là động từ book nó có nghĩa là đặt. Ví dụ là book a room đặt một phòng này. Book a ticket đặt một cái vé đúng không? Seem. Đây seem là động từ nghĩa là dường như đúng không? Dường như seemed small and unexciting. Dường như là nhỏ và không mấy thú vị. Unexciting. Center là trung tâm. Là trung tâm, ví dụ là trung tâm của thành phố này đúng không? Hoặc là trung tâm tiếng Anh, English Center. A festival. Festival là lễ hội đúng không? Còn fair là hội chợ. Fantastic. Fantastic là nó như nghĩa là amazing, tuyệt vời đúng không? Okay, so do we have any new words? Do we have any word that you don't understand? Có từ nào mà các em không hiểu nữa không? Nếu như có từ nào mà các em không hiểu thì nhắn cho cô vào phần chat box nhé. Không có từ nào đâu, đúng không? Okay, vậy thì bây giờ cô sẽ ghi cái phần từ mới này vào cho các con. Đầu tiên mình sẽ có từ comfortable. Cô vừa nói comfortable nghĩa là gì các em? Nghĩa là gì? Thoải mái đúng không? Và ngược nghĩa, the opposite to comfortable is uncomfortable. Là không thoải mái. The next word,
Suddenly là phó từ đúng không? Là đột nhiên, trạng từ. Hear là nghe đúng không? Là động từ. Thì về quá khứ, verb past của nó sẽ là heard. Mình có chữ wake up là thức dậy. Verb past của nó là woke up. Miss có hai nghĩa đúng không? Là nhớ hoặc là lỡ. Example là I miss you là tôi nhớ bạn. Còn I missed the previous thì là tôi lỡ tiết hôm trước. Tiết trước. Đấy. Ở đây động từ quá khứ của missed, the past of missed is missed. Đấy, hôm trước mình đã học rồi đúng không? Nếu như cái phần đuôi, cái âm cuối cùng của cái động từ là thì mình phát âm ed là. Còn heard và work là hai động từ bất quy tắc. Mình có sell là động từ này. Là bán. Bán đúng không? Vậy thì seller là người bán. Get off. Đây là một cái phrasal verb là rời. Ví dụ như là rời công việc vào cuối buổi nhưng mà phải có cái permission, là phải có cái sự cho phép. Hoặc là rời ở đây, tức là rời một nơi nào đó để chuẩn bị bắt đầu cái gì. Ví dụ như là rời bến xe đúng không? Leave cũng là rời. Ví dụ như là I leave my house. Tôi rời nhà vào một lúc mấy giờ đấy đúng không? Book, động từ của book nghĩa là đặt. Như kiểu for example, She book a ticket. Đó, cô yesterday, hôm qua cô ấy đặt cái vé đúng không? Sim, động từ. Dường như. Có chữ exciting là thú vị, tuyệt vời, kiểu như thế. Nó nghĩa là thú vị này, là kích thích. Nó ngược nghĩa với unexciting. Đây mình có chữ. Ngoài chữ này thì mình còn có chữ first center. Cái từ này có hai cách viết. Một là cái chữ er thì trước chữ e, mà hai là cái chữ er cuối chữ e nó đều có nghĩa giống nhau nhá. Ơ không, center này không sao nhỉ? Nó là trung tâm. Và mình có chữ festival. À, lễ hội. Chữ fantastic.
Nó giống như kiểu là rất tuyệt vời ý. Rất tuyệt vời. Hoặc là thậm chí nó còn có nghĩa là kỳ lạ. Tuyệt vời này, kỳ quái, không tưởng, vân vân. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái bài đọc của mình nhá. Bây giờ cô sẽ mời ba bạn để dịch ba cái đoạn văn này cho cô sau khi mình đã hiểu nghĩa của những cái từ này rồi. Đầu tiên, phần đầu tiên, the first passage. The first passage. Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên, are you there? Anh thưa cô, em chưa dịch được. Ừ, em chưa dịch được không? Không sao nhá. Bây giờ cô sẽ cùng dịch với em. Đây nhá. We had a really unusual start to our summer holiday this year. Khi mà mình bảo là I have. Thảo Nguyên là khi mà cô bảo là I have thì có nghĩa là gì? Là gì Thảo Nguyên? Thảo Nguyên ơi, mở mic lên nào. Open your mic. Khi mà cô bảo là I have an apple thì là tôi có một quả táo đúng không? Tức là I have là tôi có. Tôi. Đúng không? Vậy thì đây là we. We là gì? We là? Tôi. We là chúng tôi đúng không? Nên là động từ quá khứ của chữ we là chúng tôi. Ừ, là đây chúng tôi có gì? Chúng tôi có một. Start là cái gì? Khi bảo cô bảo em bảo start là gì? Bắt đầu đúng không? Chúng tôi có một. Một sự bắt đầu như thế nào nhỉ? Unusual. Mình vừa sự bắt đầu không bình thường. Ừ. Cho cái chuyến đi gì? Cho chuyến đi. Đi nghỉ hè năm nay. Ừ, đấy, chưa dịch được mà đúng không? My family and I. Cái gì? Gia đình tôi và? Gia đình tôi và tôi. Were on the train. Ở, đã ở trên chuyến tàu đến. Ở trên đến tàu đến. Cornwall. Đó là một cái địa danh. Nhá. Đây, bây giờ bảo là it was a long journey. Nghĩa là gì? Journey là gì Thảo Nguyên? Journey nghĩa là journey nghĩa. Journey là gì mình vừa mới học nhỉ? Journey là gì? Là gì? Là chuyến hành trình đúng không? Chuyến đi. Ừ, là một chuyến đi dài đúng không? Long. But nghĩa là bất là gì? Nhưng it was comfortable. Nhưng nó như thế nào? Nhưng nó. Cô vừa mới dạy comfortable là gì? Là gì? Cô vừa mới dạy bên này là gì? Comfortable nghĩa thoải mái. Ừ, nhưng mà nó thoải mái đúng không? Nó dài nhưng mà nó thoải mái và thoải mái. Chúng tôi tất cả. Chúng tôi rất là. Chúng tôi đều đúng không? Đều. Chúng tôi đều. Fall asleep. Mình đã học là gì? Muốn chìm vào giấc ngủ. Ừ, đó. Suddenly. Đột nhiên. Đột nhiên chúng tôi. Gì nhỉ? Cô bảo bài dạy heard là gì? Là nghe đúng không? Đột nhiên chúng tôi nghe cái gì? Nghe thấy chuyến. Nghe thấy tiếng cái gì nhỉ? Cái whistle. Tàu hòa. Ừ, cái tiếng sáo, cái tiếng huýt sáo của tàu hòa đúng không? Và chúng tôi. Đều gì? Cái chữ woke up của cô vừa mới dạy là gì? Chúng tôi đều thức dậy. Chúng tôi đều thức dậy. Ừ. Oh no. Ôi không. Oh,
Ôi không, đã 8 giờ. Mẹ nói như thế đúng không? Mẹ nói gì? Mẹ nói là... Chúng ta... Oversight miss là gì? Miss nó có hai nghĩa, một là nhớ mà hai là lỡ đúng không? Vậy thì là chúng ta lỡ thì chúng ta nhớ. Lỡ. Ừ, lỡ cái gì? Lỡ cái bến của chúng ta đúng không? Cái bến là cái nơi mình đi xuống. Chúng ta lỡ chuyến tàu. Ừ, lỡ không phải lỡ chuyến tàu. Tức là gia đình này đã ở trên chuyến tàu rồi, nhưng mà cái chuyến tàu thì nó sẽ dừng ở nhiều station, nó sẽ dừng ở nhiều bến đúng không? Thì là vì ngủ quên nên là gia đình này đã đi qua cái bến mà mình cần xuống. Thảo Nguyên hiểu chưa? Rồi ạ. Là nó là lỡ bến. Đấy. Ok, the second passage. Hoàng Anh nào, the second passage. Can you translate it? Hoàng Anh? Can you hear me? Yes. The second passage. Can you translate it? Hoàng Anh có dịch được không? Có cô. Ừ, bây giờ Hoàng Anh dịch cho cô nào. Chúng tôi phải đi... Phải gì? Phải đi xuống chuyến tàu lần sau. Ừ, không phải là đi xuống chuyến tàu ở phía sau. Tàu là train mà station là cái bến. Tức là đây gì? Ở cái bến tiếp theo thì chúng ta phải xuống đúng không? Nói tiếp nào. Bến tiếp theo chúng ta phải xuống. À, bố hỏi người bán vé là thời gian của ở chuyến tàu tiếp theo tới bến. Nhưng thôi đúng không? Nhưng ông ấy nói ở đây, bây giờ không có chút tàu nào nữa. Không có cái tàu nào nữa đúng không? Hôm nay chuyến tàu lần tiếp theo và rời đi lúc buổi sáng ngày mai. Sáng ngày mai đúng không? Vâng. Tomorrow morning, sáng ngày mai. Đưa mọi người tới một khách sạn đi theo tôi. Ừ, nhưng mà tôi có thể đặt một cái khách sạn cho gia đình đúng không? Hãy đi theo tôi. Ok, the last passage. Tố Như nào, the last passage. Can you translate it? Can you? Có hay không? Khi mà cô hỏi thì con chỉ cần trả lời là yes or no. Yes. Ừ. Ở bây giờ con dịch cho cô nào. Đoán cho cô là trên đường về khách sạn tôi đã rất thất vọng bởi vì thị trấn này dường như bé, rất nhỏ và không thú vị. Nhưng ở trung tâm thị trấn chúng tôi đã thấy pháo hoa và nghe thấy âm nhạc đó là có một gì, có một cái lễ hội và hội chợ. Very good. Sau đó chúng tôi ở đây không phải sau đó, after là sau khi chúng tôi vào khách sạn. Ý là check in ở đây nó tức là mình đưa đồ đạc mình đưa vào phòng khách sạn ấy. Mình cứ dịch là mình vào đến khách sạn. Thì chúng tôi gì? Tôi như chúng tôi went là quá khứ của chữ go. Chúng tôi đi và đi và gì? Ở đây chữ join nghĩa là tham gia. Và tham gia lễ hội. Ừ.
chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Tối nay chúng tôi có một buổi tối rất tuyệt vời và đó là một cái sự bắt đầu rất là tuyệt cho cái kỳ nghỉ của chúng tôi, đúng không? Đấy. Đó, vậy thì sau khi mà ba bạn đã dịch cho cô rồi thì các em đã hiểu cái bức thư này viết về cái gì chưa? Do you understand? Hiểu chưa? Thế anh hiểu chưa? Thế anh ai như thế? Đấy. Bởi vì là cái bức thư này nó có khá là nhiều từ mới nên là các con chưa hiểu lắm, đúng không? Nên là điều cần thiết trong khi mà mình học tiếng Anh là gì? Mình phải chăm học từ mới. Vậy thì mỗi khi mà cô có từ mới thì về nhà các con phải viết lại chính tả và đặt ví dụ nếu như các con có thể, đúng không? Bởi vì nếu như mình đặt ví dụ thì mình sẽ dễ nhớ cái từ đấy hơn rất là nhiều. Tham gia này, đấy. Mình có chữ go là đi, đúng không? Đi thì khi mình đưa nó về quá khứ verb past nó sẽ là went. Đấy. Okay, after reading and translating the letter, now we do this part. Read again and write T for true and F for false. Viết chữ T là đúng và chữ F là sai, đúng không? The first one, the journey was quite short. Ở đây người ta đã làm cho mình là false. Bởi vì đây, ở trên này người ta đã bảo là gì? It was a long journey. Đây là một chuyến đi dài, đúng không? Nhưng mà ở đây người ta lại bảo là chuyến đi này nó ngắn. Vậy thì cái này sai. Vậy bây giờ câu thứ hai. Finn là cái he ở trong này này. Finn là cái người viết. Finn enjoyed the start of his holiday. Number two. Everyone, please send me your answer of this question. Hoặc bạn nào biết nào? Yến Thi nào? Yến Thi ai như thế? Yes. Yến Thi. Did Finn enjoy the start of his holiday? Did Finn enjoy the start of his holiday? À, do là thư giãn. Enjoy ở đây là tức là hưởng quên thụ. Nghĩa. Hưởng thụ cái chuyến bắt đầu trong kỳ nghỉ của anh ấy. Does Finn enjoy the start of his holiday? Yeah. I'm sorry, did Finn enjoy the start of his holiday? Really? True. Yes, it's right. True. Thank you so much. Number three. Let's see. Thế Anh nào? Thế Anh number three? Yeah. Did the family get off the train at the right station? Thế Anh. Number three. Number three, the family got off the train at the right station. True or false? True. Really? Gia đình này nó có đi xuống đúng cái trạm không? Không. True or false? False, right? Okay. And the last one, they caught a train to their station the same day. Tối Như nào? Tối Như, did they catch a train to their station the same day? Tối Như, they caught a train to their station the same day. True or false? Em thưa cô là true. Really? Họ bắt được cái chuyến xe về cái trạm của họ ngày đấy luôn, đúng không? Đúng không?
Nếu như mà ngay khi mà người ta xuống nhầm và đi được ngay về cái trạm đấy thì cái gia đình này có gặp được cái festival và fair không? Không ạ. Ừ, lên đây mình tìm lại nhá. Ở đây, the next train leaves tomorrow morning. Vậy thì cái chuyến này nó có cùng cái chuyến mà lúc mà gia đình này xuống nhầm bến không? Is it the same day? Đâu như? Có phải là cùng ngày không? Không. Đúng rồi. Vậy cái này là true hay là false? False. Ừ, đúng rồi. Phải là they caught a train to their station tomorrow morning. Now we move to this listening part. Just wait. Now you see the picture and guess the destination of each picture. Bây giờ nhìn hình nhá. Và bây giờ các con đoán cho cô xem thử là hình A, hình B, hình C nó đang nói về cái gì? Tức là trong bức hình ấy đang có cái gì? Đang là cái địa điểm nào, đúng không? And then you listen and write L for Lucas, N for Nada, and R for Roni. Đấy, tức là mỗi bạn này sẽ là đến mỗi địa điểm trong mỗi bức hình và mình ghi tên vào, đúng không? Bạn nào đến ở đâu? So picture A. Can anyone guess where is it? Can anyone? Hoàng Anh nào? Hoàng Anh? Hoàng Anh? Hoàng Anh, are you there? Nope. Hoàng Anh đây rồi. Hoàng Anh, what do you see in picture A? I see three pictures rolling and one is surfing and a boat. You see people, well, yes. And they are surfing and sailing sailing boats, right? Yes. Okay, okay, now thank you. Picture B. Yến Thi now picture B. Yến Thi, are you there? What can you see in picture B? Umbrella and people. So, where are they? Where are they? Beach. Beach, đúng không? Yes. Very good. Now, Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên. Picture C. Can you guess where are these people? Thảo Nguyên, are you there? Can you guess in picture C, where are these people? Where are they? Where are they? Em thưa cô, em chưa hiểu lắm bài này. Tức là cô hỏi em ở trong bức hình C này thì em nghĩ đây là đâu? Họ đang ở đâu? Em thưa cô là ở một cái khu nuôi nhốt động vật. Nuôi nhốt động vật thì nó là gì? Là sở thú đúng không? Vâng. Về sở thú thì là gì? Là gì? In a zoo đúng không? Zoo. Okay. Now we will listen. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và mỗi bạn này, Lucas, Nara, Ronnie, mỗi bạn sẽ ở trong một bức tranh. Mỗi bạn sẽ đi, tức là các bạn sẽ đi ở trong bức tranh này đúng không? Vậy thì việc của các em là các em sẽ viết tên viết tắt của Lucas là L này, Nara là N, Ronnie là R. Đấy, vào mỗi bức hình cho cô. You will have one to two times listening, okay? Do you understand? Hiểu chưa? Vâng. Let's just wait. Hay là bài. Cô bà đi nghe để rồi. Okay.
Anh thưa cô, em không nghe thấy audio. Con cũng vậy. Con không nghe thấy gì à? Không. Ừ, ok, just wait. Cô sẽ tắt xe tí, cô bật lại. Ừ. Listening 60. Listen and write. L, Lucas. N, Nada. Các con nghe thấy gì không? Can you hear anything? Yes. Yes. Okay. Listening 60. Listen and write. L, Lucas. N, Nada. Or R, Ronnie. Number 1. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number 2. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number 3. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too, and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Okay, so in the second time of listening, everyone please write down as much as possible what you can hear in each picture, okay? Bây giờ lần nghe thứ hai thì mình sẽ luyện nghe theo kiểu là mình làm và mình ghi lại thật nhanh và cố gắng ghi thật là nhiều những thứ mà mình nghe được ở mỗi bức tranh. Ok, các con hiểu chưa? Bây giờ lấy vở ra nhá và mình nghe được cái gì thì mình ghi vào, ok? Listening 60. Listen and write. L, Lucas. N, Nada. Or R, Ronnie. Number 1. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number 2. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm. So it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number 3. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too, and it was lots of fun. It was my favorite day, I think.
Con ơi cô, con chả biết câu 3 là câu 4 là nào ý. Vì con nghe thấy Ronnie nói là Listening 60. Cinema. Okay, please, just wait. Mình chưa làm nhá. Mình chưa làm nhá. Bây giờ mình đang làm một cái bài thứ nhất đã nhá. Listen. Okay, so now I will let you listen to this audio one more time. And you have to write down all the things you can hear. Okay? Viết tất cả những gì mà em có thể nghe vào vở cho cô. Bởi vì khi mà cô hỏi là vì sao em chọn được bức này, vì sao em lại chọn như thế này, thì em phải nói vì sao, lý do cho cô, okay? Mình bây giờ mình đang làm cái bài thứ nhất đấy nhá. Bài thứ hai thì lát nữa nếu như mà chưa nghe được thì mình sẽ nghe lại lần nữa, okay? Được chưa Hoàng Anh? Okay. Now 1, 2, 3, start and remember to write down everything you can hear. And write L, Lucas, N, Nada, or R, Ronnie. Number 1. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number 2. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number 3. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day. We went to the cinema, the zoo and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Okay, now picture A, can anyone help me? Raise your hand if you can help me. Yến Thi nào, Yến Thi, picture dạ, A. Dạ, con nghe được là by car. Không, what is your answer picture A? Nghe Yến được Thi? Chưa, go with parents. No, no, Yến Thi ơi, cô đang hỏi là what is your answer? Đấy là những gì con nghe được, còn cái đáp án của con là gì? Là L hay là N hay R? Là gì? Ủa nãy giờ là ông câu 2 cô. Là sao con? Nghĩa là nãy giờ con tưởng là làm câu 2 chứ cô. Tưởng câu 2 chứ cô. No, tưởng là câu 1 chứ. Cô đã nhắc đi nhắc lại là mình đang làm câu 1 mà. Mà mình viết chữ L, N và R vào mỗi bức hình mà. Yến Thi không chú ý bài nhá, lần sau mình chú ý hơn nhá. Hoàng Anh nào, Hoàng Anh picture A. What is your answer? Con đây cô là Lucas in No. Hoàng Anh dừng. Con dừng cho cô nào, con chỉ đọc mỗi đáp án của picture A cho cô thôi. What is your answer of picture A? Not B and C, okay? Nada. Very because good. Hear, and wow. What can you hear? What can you hear? I hear if I'm Nada. I go on holiday with all my cousins on a big house in mountain. Near the mountain. Mountain. And then I have 8 cousins. It was so fun. Then there's a big lake in the mountains. We went
kayak and water skiing. The weather is warm. Because and we it's okay. Okay. We also had a long walk. Con đầu hết cho cô đi. A long walk in the mountain. It's fun. Okay, very good. Thì ở đây là gì? Mình đã thấy là nó a house, a big house near the mountain. Đây, hình này mình thấy cái núi ấy, đúng không? And then a river near the house, một cái sông ở ở bên cạnh cái nhà gần cái núi. Con này con không phải river mà là a lake. Okay. They went kayak là cái thuyền, gọi là cái kayak ấy, đúng không? And water skiing. Là nó trượt ở trên nước ấy. Đấy, vậy thì đó là những cái nội dung mà mình nghe được và mình nói được ra là picture A là nada. Very good, thank you so much. Thế anh nào? Thế anh, what is your answer for picture B? Lucas. Very good. What did you hear? Lucas in go to the grandma in the beach. Nhớ có câu đó không? No, Lucas went with grandparents, đúng không? Yes. Near the beach, and they went there by car, and they went to the beach every day. Đấy, thì là mình thấy là bãi biển thì mình chọn thôi, đúng không? Thank you so much. Now the last picture. Can anyone help me? The last picture. Yến Thi nào? Oh no, Yến Thi. Yến Thi ơi, Yến Thi. Bây giờ chỉ còn mỗi Lucas, bây giờ chỉ còn mỗi Ronnie đúng không? Vậy thì picture C phải là R. What can you hear in picture C? What can you hear? Được là zoo. Mỗi zoo thôi à? Animal. Đầy đủ là gì? Đầy đủ là Ronnie bảo là gì? Bảo là gia đình này didn't go away đúng không? And they stayed home, they went to different places. Cinema, dạp chiếu phim, zoo, sở thú, museum. And they went to a boat trip with friends. And it was the most exciting day, right? No, his favorite day. Đấy, khi mà cô bảo các con ghi lại tất cả những gì mà con có thể nghe, các con phải ghi như bạn Hoàng Anh, là ghi từ đầu đến cuối nhá. Ok, bây giờ cô sẽ cho con nghe lại một lần cuối cùng và mình sẽ làm bài số 2. Listen again and circle. Circle the right answer, đấy. Number 1, how did Lucas get to the beach? Lucas đến biển bằng cách nào, đúng không? By car, by train or by plane, đấy. Number 2, how long was his journey? Cái chuyến đi này dài bao lâu? And 3, how many cousins had Nada got? Đấy, Nada có bao nhiêu anh chị em họ. And number 4, what's Ronnie's favorite day? Ngày yêu thích nhất của Ronnie là ngày nào? Đấy. Bây giờ mình sẽ nghe lại một lần cuối cùng nhá. Everyone please pay your full attention. Listening 60. Listen and write L, Lucas, N, Nada, or R, Ronnie. Number 1. My name's Lucas. This year, I went on holiday with my grandparents because my parents had to work. My grandparents have got a holiday flat near a beach. We went by car and it took 5 hours. We had lunch in a restaurant on the way. We went on the beach every day and played football and frisbee. My grandparents are really healthy and good fun. I had a great time. Number 2. I'm Nada. I had a holiday with all my cousins in a big house in the mountains. I've got 8 cousins, so we had lots of fun together. There was a big lake near the house, so we went in kayaks and also tried water skiing. It was very warm, so it was okay when we fell in. We also went on some long walks. It was very beautiful in the mountains. Number 3. My name is Ronnie. This year we didn't go away on holiday. We had our holiday at home. My parents didn't go to work for 2 weeks and we went to different places together each day.
We went to the cinema, the zoo, and a museum. We also went on a boat trip on the river. My friend came too, and it was lots of fun. It was my favorite day, I think. Okay, now number one, can anyone help me? Number one, Hoàng Anh now, number one. Gonna go là, did he go, Lucas go by car? Very good, Lucas went by car. Okay, now number two, Thế Anh now. Thế Anh. How long was his journey? It's 4 hours. 4 hours. Okay, now number three. Hoàng Anh now. Hoàng Anh, number two. What is your answer of number two? I choose 5 hours. You choose 5 hours. Đấy, câu này mình sẽ dừng lại, lát nữa mình sẽ nghe lại nhá, xem ra ai đúng. Ok, number 3, Tố Như nào, number 3. In the goal là 8. Very good, number 4. Yến Thi nào, Thảo Nguyên nào, number 4. Thảo Nguyên, are you there? Thảo Nguyên. Yến Thi nào, Yến Thi number 4. Can you hear me? Yes, cô chọn coi cái hình như cô. Number 4, what is your answer? What was Rumi's favorite day? A boat trip. Đấy. Yeah. Vậy thì câu 1, 3, 4 chắc chắn là đúng rồi này. Bây giờ mình xem từ câu 2 là đáp án của bạn nào đúng nhá. Went by car and it took 5 hours. Đấy. We had lunch. I went by car. 5 hours. Vậy đáp án đúng phải là 5 hours. Đấy. Vậy thì đã kết thúc cái đây. Bây giờ cô sẽ gửi cái phần bài tập về nhà của con. Đây nhá, cô gửi cái phần bài tập về nhà, cái hình bài tập về nhà vào nhóm chat này. Và cô nhắc lại là những bạn nào mà chưa hoàn thành cái phần bài tập của buổi hôm trước thì các con phải làm bù và gửi lên nhóm Facebook cho cô. Ok, understand. Hiểu chưa? Tất cả các bạn đều phải làm trừ bạn Yến Thi và bạn Tố Như, bởi vì chỉ có mỗi hai bạn đấy đã làm bài tập thôi. Ngoài ra thì có phần từ mới rất là nhiều nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để học cái cách phát âm của nó. Thì bây giờ các con về nhà con ghi cái phần từ mới này vào vở cho cô. Ghi vào vở cho cô và hôm sau mình sẽ luyện lại luyện phát âm của cái phần từ mới này. Ok. Vậy thì bài tập về nhà là gì? Cô nhắc lại bài tập về nhà là làm cái phần bài tập chơi cái phần đố chữ ở trên này cho cô. Và những bạn chưa hoàn thành bài tập của buổi thứ hai thì bây giờ về phải hoàn thành và gửi vào Facebook cho cô. Và cuối cùng là cái phần từ mới rất là nhiều và mình chưa kịp học cái cách phát âm. Nên là bây giờ về nhà các con ghi sẵn những cái từ này vào vở cho cô và hôm sau mình sẽ tiếp tục. Ok? Các con đã rõ chưa? Yes. If you understand, please raise your hand. Yes. Tất cả giơ tay lên nào. Bạn nào đã hiểu thì giơ tay cho cô nào. Thảo Nguyên đã hiểu chưa Thảo Nguyên? Ok, goodbye everyone and have a good night. Have a nice goodbye weekend teacher. Too. Goodbye. See you later. See you later. See you soon. Goodbye, teacher. Bye.